Vâng, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Hiền Trần TC. Đó, như video trước của em có quay là hiệu suất vào lúc 2 giờ chiều là hôm qua mới đóng điện thì nó đạt được là 2,9 kg. Đó, ngày hôm nay các bác biết đây, da này em để đằng trước này là 3 tấm này. Vì đằng trước này bị cái nhà kia nó che kìa. Đó, em để 3 tấm ở đằng này. Còn da đằng sau em để 5 tấm đằng sau. Đó, đây, cái mái nó bị dốc, đâm ra là em phải làm cái cây dựng lên. Đó, đây, 5 tấm đây. Tấm là mỗi tấm là 460W, tấm pin Zico. Đây, các bác có thể xem cái thông số của pin. Đây. Đây thông số của pin đây. Đây là 460W này. Đó. Đây hiệu suất nữa này. Dòng là mạch là 43V. Dòng là 10A. Đấy. Đấy thì trong ngày hôm nay thì các bác biết ở Sài Gòn hôm nay thì thời tiết rất là âm u. Đó, nguyên buổi sáng đấy thì âm u, chiều đó có nắng. Đó, thì hiện tại là em đang ở trên mái tôn quay cho các bác xem cái dàn này. Tất cả là tự mua tự ráp. Đó, dựng cái sắt lên. Đó, dựng cái sắt lên rồi bắn vít này thôi, không cần phải làm bát gì hết cho nó tiết kiệm chi phí. Đó, thì bây giờ em sẽ cho các bác xuống xem hiệu suất của ngày hôm nay nhá. Em sẽ đi xuống luôn. Đây là video em quay không có cắt ghép gì cho các bác xem thực tế. Để nhà ông anh thì thế luôn. Đó. Đó, bắn máy tôn thì làm dàn vậy thôi. À, quá chắc chắn kìa, những cái chân kìa. Đó, bây giờ đi xuống này. À, xuống luôn. Để thôi xem. Wow. Đó, mỗi lần leo lên máy hơi vất vả đi, để lỗ nhỏ quá. Đó, đi xuống. Đó, đi qua cần gác này. Đi dẻo nó quay cái cơ. Đây đi xuống này. Rồi, xuống dưới. Các bác này dùng điện là khá là nhiều. Nên là các bác có thể thấy này. Đó, đổ điện này, ấm bếp cái thứ đổ điện không này, tủ lạnh. Đây, các bác có thể thấy này, hiện tại bây giờ là nhà đang sử dụng này, giờ này hết nắng rồi. Nhà đang sử dụng là 930 W này, đấy gắn thêm đồng hồ để thế theo dõi này. Đó thì DCBAC, DCBDC. Hai cái DC. Đó, pin này, dàn pin đằng trước là 3 tấm này, phía sau là 5 tấm này. Nó qua con thinh này. Đây các bác có thể thấy này. Đó, hiện tại vẫn đang hòa được là 228W. Ngày hôm nay á, đó, mà ngày hôm nay các bác thấy không? Được 10,7 kg rồi. À quên, 10 kg rưỡi rồi. 10,57 kg. Đó, các bác thấy không? Ngày hôm qua lúc từ lóng điện lúc 2 giờ chiều thì ngày hôm qua được là 5,6 kg. Đó, ngày hôm nay là được 10 kg rưỡi. Đó là đây là đang ngày hôm nay rất là mù. Tính theo hiệu suất như con này thì nó là 3,6. Thì nếu mà như tính trung bình ngày nó có thể là đạt, nếu mà cho mình xả mắc thì ngày có thể đạt từ 15 đến 18 kg. Đấy, còn như hôm nay là bán tải mà hôm nay thời tiết âm u như này. Mà do bác sử dụng cũng ít, ngày hôm nay lại bác không bật máy lạnh nhiều. Thêm ra là lúc buổi trưa thì hiệu suất nó cao thì lại không bật máy lạnh. Đó, cái buổi trưa đi vắng. Nên là hiệu suất hôm nay chỉ được có 10 kg rưỡi thôi. Đó. Thì tính cái bài toán ra thì các bác có thể tính ra cái trung bình một ngày nó có ra khoảng tầm trên 10 kg, khoảng tầm 15 kg đi. Nếu mà xài mắc như nhà bác, ngày bác xài thì nếu mà cứ ở nhà trung bình ngày được 15 kg thì theo bài toán kinh tế thì cũng chỉ tầm 4 năm rưỡi, 5 năm là thu vốn thôi. Đó, thì hết đầu tư hết cái bộ này thì tự mua về ráp thì nó chỉ cần 40 triệu thôi. Đó, 40 triệu một bộ này. Bác có thể thấy là để tự đấu nối phải như bớt khâu tủ tiếc để CB chống xét các thứ không cần. Đó. Mưa gió thì ra cúp xong. Đó. Đấy thì em muốn quay thực tế cho các bác xem đó. Nguyên này là chạy một ngày. Hiện tại bây giờ đang là tối rồi nhé. Lấy đồng hồ cho các bác xem cái giờ này. Giờ này 5 giờ này. Đây đây. 5 giờ 15 phút. Đó, mà hiệu suất vẫn ra được 220 mấy W này. Khá là ok. Đến giờ đến tối tắt nắng thì thầy nào trở lên được thêm là 11 số. Đó thì một ngày hôm nay là như vậy là khá đạt. Hôm nay bác sử dụng đồ điện quá nhiều, toàn bếp điện cái thứ này. Đó, nó nặng nhất là bếp điện này, với máy giặt. Đó, máy giặt thì giặt này. Đó, ngày nào cũng giặt đồ thì nó tốn điện lắm. Thế thì video muốn quay thực tế cho bác xem là đấy, một dàn đầu tư khoảng tầm 40 triệu ấy thì bao nhiêu lâu thu vốn, thì theo như bài toán em tính là vậy thì cứ tầm 4 năm, hơn 4 năm xíu là thu được vốn rồi.
Đấy, những bác nào sử dụng nhiều thì đầu tư thì hợp lý, còn những bác nào sử dụng ít, tháng có mấy chục số hay là 100-200 số thì cũng đầu tư nó không ăn thua. Bác nào sử dụng nhiều thì nên dùng điện nhiều thì nên đầu tư những con hóa lưới bán tải như này, kinh tế hơn và nó hiệu quả hơn. Và video xin được kết thúc đây. Một lần nữa hiện trật xin các bác đã coi video này, rất hay thì chia sẻ cho người thân bạn bè cùng xem. Bác nào có thể mua đồ thứ thì em hướng dẫn từ xa lắp đặt cho, là bác nào gần trong thành phố Hồ Chí Minh thì cứ mua đồ và em đến hỗ trợ lắp đặt cho. Đó, lắp đặt đơn giản vậy thôi, dễ nhìn dễ sửa. Rồi, xin kết thúc video.